Cái gì đây Trâm? Cái gì đây? Đèn lồng á, của ai? Của ai? Ai cho? Ông cho, thì trả tiền ông đi. Hử? Ông mừng tuổi nhỉ? Ông mừng tuổi thế? Thôi mà ông cứ cầm như thế để con chơi. Vâng. Vâng. Kệ cái này tối thành con nó treo được. Cái này cái treo cao. Cái rồi, ôi giời ơi, trầm sướng. Cái của nhà nó to tầm này. Trầm. Mua cho Trầm cái đầu hai cái bằng nhau. À. Cùng một kiểu. Không phải của em đâu. Không. Của em. Ờ ông ơi, cái này của ai đâu? Hả? Cái này của ai mà cho mà của em Trầm? Của ông. Cái này tặng cho hai đứa nhá. Con xin ông chưa? Tặng cho hai đứa mà. Xin ông chưa? Bắt đầu tranh nhanh đấy, tranh nhau đấy. Ừ. Ông còn chưa cho đấy mà đã tranh nhau rồi. Hai đứa chán thật. Đây, mẹ cầm đi. Vâng. Cái để dây điện này thì phải nối thôi. Nối ổ cắm ở dưới đây này. Ổ cắm là cắm ở đây. Ổ cắm ở đây cũng được. Cắm lên đúng không? Vâng. Như nhà Thành thì nó có cái ở giữa nhà để treo ấy. Vâng, nhà Thành như con có. Nhưng mà bên này không, nhưng mà một là treo ở đây, hai là treo ở kia. Treo chỗ này xuống lên chỗ này đẹp đấy. Vâng. Treo kia. Hả? Nhưng mà treo kia đấy. Wow. Làm sao? Trời. Cho con đi chơi chỗ này hợp lý hơn. Cho con chơi chỗ này hợp lý hơn. Nha, chơi chỗ này hợp lý hơn. Đúng không? Nhưng mà cửa nó sáng bên ngoài hoặc là để. Vâng. Đúng không? Không phải khoan tiếp gì cả. Nói chuyện đi ẩn trong thôi, đi ẩn trong thôi, ở cắm kia thôi. Mắc cẩn thận nào xem nào. Đấy, uống thuốc vào đây đỡ rồi đấy.